Alo, alo, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mọi người có khỏe không? Đây, em có đây là cây mục cốt, mà cây là cây first love. First love. First love. Hay còn gọi là cây tình đầu á, đặt tiếng Anh á. Người ta đặt tiếng Anh em đọc vậy thôi, nhưng mà đọc cũng hơi khó đúng không? À, không, rất là say. Mà nó rất là to. Này, cây này ông ba ông trồng á. Cái này nó bị vậy là do mưa. Mưa quá mưa đi. Tan nát hết. Thì đây cũng là đặc điểm của cây hoa sứ kép á. Trời mưa là nó bị te tua tơ tả chứ. À, còn đây là cái cây của mình nè. Năm trước mình trồng. Mình quay đến lúc nó mà nó trời chưa mưa. Nhìn nó rất là đã. Nó phê đúng không? Cây này thì nó có mùi thơm nhẹ. Hiện tại thì em cũng có ghép được mấy cây rồi. Nếu mà có điều kiện thì qua dịch mình sẽ giao lưu với mọi người chơi. Rồi ok, video mình đến đây là hết nha. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like. Một like của bạn rất là quan trọng đối với mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.